Các bạn nếu muốn có thật là nhiều con huy hoặc là nick VIP, hãy vào ngay shop toluki.com. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới vào trong đây ấy, các bạn sẽ nhận được con huy hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Ở đây sau khi mà tạo tài khoản mới xong này, các bạn nhấn nhận con huy free. Wow, ở đây mình nhận được 314 con huy hoàn toàn miễn phí luôn. Đường link ở shop mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn nhá. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Lời đầu tiên thì cho mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa tới cho tất cả bạn một chuỗi sự kiện mới mới được cập nhật sau phiên bản mới này luôn. Mình thấy là quà cũng khá là ngon, lên tới 110k vàng miễn phí. 110k vàng nếu mà bạn nào đang thiếu tướng là hơi bị nhiều đó nhá. Ok, ngày hôm qua thì mình cũng có tặng cho mấy bạn các bộ skin rồi, nên là bạn nào nếu mà muốn được trở thành chủ nhân của các bộ skin cực kỳ ngon như thế này thì chần chờ gì mà chúng ta không like, đăng ký kênh và chuông hộ cho mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Ok, đó, các bạn cứ ủng hộ trên kênh là mình cũng khá là vui rồi. Tiếp theo thì ngày hôm nay đầu tiên thì chúng ta có hai sự kiện, nên là cho ta đến với sự kiện đầu tiên trước nhá. Ngày hôm nay các bạn sẽ có vé săn thẻ này, sự kiện. Các bạn chỉ cần chúng ta hoàn thành xong các nhiệm vụ để chúng ta tích điểm thôi. Lên được tới 60 điểm thì các bạn sẽ nhận được tổng cả là 3 vé này, chơi một sự kiện miễn phí trong sự kiện săn thẻ các bạn nhá. Ok, và tiếp theo thì chúng ta có một cái, đó chính là vé bùa hợp tác đăng nhập 7 ngày. Thì phần này ấy, các bạn sẽ nhận được các giấy bùa đấy nhá. Đây, các giấy bùa để chúng ta vé bùa trong sự kiện hợp tác. Và khi mà chúng ta đăng nhập đến ngày thứ 7 thì các bạn sẽ nhận được một dương quà đặc biệt. Mình thấy là cũng khá là ngon đúng không? Đăng nhập 1 ngày thì bạn sẽ được trải nghiệm skin của vị tướng Alice trong 1 ngày này. Mình thấy là cũng khá là ngon. Khi này thì mình vừa mới có nhận mất rồi. Ok, rồi. Và sau đây thì bạn sẽ cùng mình chúng ta đến với một sự kiện ở trong các con nick mới lập. Mình thấy là cũng khá là hay nhá. Rồi, chúng ta cùng let's go nào. Tiếp theo thì mình có qua một con nick mới lập, và nick này thì mình có nạp sẵn 5.000 con huy, khá là ngon đúng không? Sau khi mà quay video xong chắc chắn là mình sẽ tặng nick này cho các bạn rồi, chứ mình cũng không chơi gì mấy con nick kiểu như thế này cả đó. Nên là bạn nào đang xem, nếu mà được tặng con nick này thì nhớ comment xuống bên dưới và like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Đó, những con nick như thế này mình không ngại mình tặng cho các bạn, thì ngại gì tặng các phần quà cáp đúng không, qua phần skin. Nick này thì chắc là mới lập nên chưa mở phần quà cáp này các bạn. Rồi, và tiếp theo thì trong nick mới ấy có đang có khá là nhiều sự kiện ngon, nên là mình sẽ cùng với các bạn chúng ta khám phá trong video này nhá. Đầu tiên là cái phần nạp ưu đãi tân thủ nạp lần đầu ấy, thì chúng ta được làm mới phần quà rồi. Ở đây thì các bạn sẽ có dương chọn tướng này, dương trang phục chọn 1 và dương quà chọn 1 nhá. Ở đây thì mình thấy là chúng ta có một cái dương trang phục chọn 1 thì nó khá là ngon. Đây, mình sẽ chọn nhận thưởng luôn nhá. Chúng ta nhận luôn này. Dương trang phục này thì bạn sẽ có theo nát trung đình tiền, Crisico tiên thỏ và Alice bé gấu tuyết này. Skin Alice này khá là ngon này các bạn. Mình thấy là cũng ok đấy nhá. Được đấy, cũng chất lượng và xịn sò đấy. Và tiếp theo thì chúng ta có thêm một ưu đãi thân thủ nữa dành tới cho tất cả các bạn. Mình sẽ nhắm vào sự kiện đây đi, nhìn cho nó dễ hơn. Đó chính là quà nạp con huy nhá. Khi mà các bạn chúng ta nạp với hình như là cái mốc đầu tiên mình khi mà mình nạp xong thì mình cũng quên từng mốc rồi, nhưng mà ba mốc này ấy chúng ta chỉ cần nạp 100 con huy là chúng ta nhận được ba mốc này nhá. Và để xem phần quà trong ba mốc này, đầu tiên thì chúng ta sẽ có 60.000 vàng và thẻ giảm giá 99 con huy. Ở mốc thứ hai thì bạn sẽ có, đó chính là giấy cuộn mực S này, 10.000 ngọc và 50.000 vàng. Wow, quá là tuyệt vời. Và combo thứ ba các bạn sẽ nhận được, đó chính là Vera hóa phụ giả kim, Violet đặc dị và Lavi kim quy thần vương. Wow, quá là tuyệt vời nhá. Được đấy, nhìn cũng xịn sò và chất lượng. Rồi, ở đây thì chắc là chúng ta sẽ nhận tất cả luôn các bạn nhỉ. Đó, mình cũng thấy là skin bậc S cộng dành cho các bạn mới chơi như thế này thì cũng khá là ngon. Tại vì trong mỗi sự kiện ấy thì chúng ta sẽ free một lần S cộng. Các bạn nhận như thế này là một lần chúng ta sẽ nhận được chúng ta cũng sẽ được chọn một trong ba skin này thôi. Nhưng mà mình nhìn thấy là cũng khá là ngon đúng không? Ok, chúng ta sẽ nhận tất luôn này. Tổng cả thì chúng ta nhận được 3 dương quà. Các bạn chờ mình một chút xíu nhá. Ok, vậy là chúng ta đã nhận được 3 dương quà rồi. Và tiếp theo thì dưới đây chúng ta có quà tân thủ 7 ngày nữa. Các bạn sẽ có các phần quà như là skin bậc A và tướng. Nói chung là các skin này chỉ là bậc A mà thôi. Nhấn vào xem ngay nhá. Uầy, các bạn đừng thắc mắc là tại sao ở đây lại có skin của Alice và điêu thuyền skin mới ở đây. Tại vì trong video trước thì mình có hướng dẫn các bạn
chúng ta với dòng mod skin ấy, sau khi mod xong thì các bạn sẽ thấy như thế này và nhận thì như thật luôn, nhưng mà không phải đâu nhá, các bạn chỉ nhận tướng bình thường thôi, nhưng mà nó hiển thị kiểu giống như là chúng ta nhận skin ấy, nhìn khá là xịn sò. Và tiếp theo các bạn để mình xem khi mà chúng ta lên cấp thì phần quà có gì mới hay là không nhá. Khi chúng ta lên cấp thì phần quà vẫn như lần trước thôi. Mình thấy là có skin Joker này. Skin này thì hiện tại chúng ta không mở bán ở rồi các bạn nhá. Rất là ngon luôn, skin của DC. Nhưng mà bạn nào chưa có skin này thì có thể tạo nick để chúng ta hốt ngay skin Joker nhá, ở level 16. Chơi thì nói chung là mình thấy là chơi cũng khá là nhanh thôi. Ok, và để xem nào. Chúng ta nhận và chúng ta mua tướng thì nó sẽ được cái gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ được chọn vật phẩm. Một trong hai phần quà này thì chắc là mình sẽ chọn 60.000 vàng đi nhở. Đó, 60.000 vàng nhá. Rồi tiếp theo phần quà này thì chúng ta sẽ mở luôn. Combo thì chúng ta được thêm 50.000 vàng nữa. Tổng cả là chúng ta được 110k vàng. Wow, chất lượng thế nhở. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ được chọn một trong ba skin này. Thì phần quà này mình sẽ để cho bạn tặng cho bạn nào thích vào thì chúng ta chọn nhá. Đó, hai dương quà skin này nữa. Ok, mình thấy khá là ngon. Kèm theo 5.000 quân huy tới cho bạn đó luôn nhá. Quá là tuyệt vời chứ còn gì nữa. Tiếp theo thì giảm giá skin này. Ok, hiện tại thì đang có các giảm giá tướng. Đang có các tướng này được giảm giá thì mình sẽ mua với giá được giảm đi. Rất là ngon luôn. Chúng ta sẽ mua được hai tướng này. Vị tướng thứ ba này. Tiếp theo là vị tướng thứ tư này. Vị tướng thứ năm nhỉ. Ui, mua nói chung là cũng được khá là nhiều tướng các bạn nhá. Đó, rất là nhiều tướng được giảm giá cho các bạn chúng ta mua luôn. Mà chúng ta đang còn đó chính là 91k vàng. Mua được cả Omen các kiểu kìa. Các vị tướng nói chung là các bạn chơi cũng khá là nhiều. Đây, mình sẽ mua hết các vị tướng mà chúng ta được giảm giá luôn các bạn nhá. Ok chưa? Illumia này. Lavi này. Ui, hầu như là toàn là những cái vị tướng mà các bạn chúng ta hay chơi và chúng ta thích chơi các bạn nhá. Hầu như là chúng ta đều được giảm giá hết tới cho tất cả bạn. Để mình mua xem thì chúng ta còn 65k vàng các bạn ơi. Đó, chúng ta đang còn 65k vàng. Và ở đây chúng ta mua được bao nhiêu tướng đây? Chúng ta sẽ mua được 22 tướng các bạn nhá. Wow, tuyệt vời. 22 tướng kèm theo hai skin xịn và 65k vàng tới cho tất cả bạn là mình thấy cũng khá là ngon rồi đúng không? 22 tướng chúng ta mua được. Để mình xem chúng ta mua được các vị tướng gì nào. Theo Annat chúng ta có theo Annat là được tặng rồi. Kricknack này, rồi là Amelie các kiểu, Illumia, Zuka, Omen, Lavi. Ui, cũng được. Rồi Zephyr này, Butterfly. Và còn 65k vàng ở đây các bạn có thể lựa chọn thêm vài vị tướng đắt nữa. Nếu mà các bạn chúng ta mua để mình xem thử nào. Nếu mà chúng ta mua các vị tướng 18k vàng chẳng hạn thì chúng ta đang còn mua được vài vị tướng nữa cơ mà. Mình thấy là cũng khá là ngon đúng không? Ok, và đây là sự kiện tân thủ mới mình muốn đưa tới cho tất cả các bạn trong video này. Bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta tham khảo hoặc là chúng ta tham khảo để chúng ta chơi cũng ok đấy nhá. Video mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn nhá.